Hello mọi người, lại là Thanh đây. Thì sau bao nhiêu lần mà hứa hẹn với mọi người là sẽ ra clip chia sẻ với mọi người những cái sản phẩm mà Thanh dùng để mà làm đẹp, thì nói chung là những cái clip này Thanh đã phải quay đi quay lại tới lần này là lần thứ ba rồi đó mọi người. Lần đầu Thanh quay nhưng mà sau xem lại đó thì ánh sáng không có được tốt, hình không có được rõ nên Thanh đã phải dẹp cái lần đầu đó đi. Lần thứ hai Thanh quay á thì không biết làm sao mà cái mic của Thanh nó xảy ra vấn đề. Cuối cùng Thanh đã quay rất nhiều, quay xong hết toàn bộ nhưng toàn bộ mất hết sạch tiếng, không hề có tiếng luôn, chỉ có hình. Nên đây là lần thứ ba Thanh quay và Thanh nghĩ là lần này chắc là ok rồi, nhất quá tam rồi mọi người ha. Thì những cái sản phẩm mà Thanh làm đẹp á thì Thanh sẽ chia ra hai clip cho mọi người coi để cho nó ngắn gọn, với lại nó không có bị loãng ha, tại vì Thanh sử dụng cũng hơi lung tung á. Thì clip đầu này Thanh sẽ nói về cái những sản phẩm mà Thanh làm đẹp nhưng mà để cho vô cơ thể, và cái clip sau Thanh sẽ sử dụng những cái sản phẩm làm đẹp mà làm đắp 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 bên ngoài. Thì hôm nay Thanh sẽ chia sẻ với mọi người những cái sản phẩm mà Thanh đã đưa vô cơ thể Thanh để mà Thanh cố gắng cải thiện cái nhan sắc của mình lên nha. Thì đây, đây là cái món thứ nhất, đây là collagen nước mọi người nha, collagen nước của Nature Way dạng chai lớn, uống rất là dễ, uống rất là ok. Cái thứ hai cũng là của Nature Way luôn, đây là viên kẹo dẻo bổ cho móng tóc và da. Và cái thứ ba, cái này rất nổi tiếng rồi, hình như Thanh có làm clip riêng về cái sản phẩm này rồi, đó là bổ móng tóc da của Blackmore dạng viên uống. Thì cái này được mọi người recommend rất là nhiều và mọi người rất là chuộng cái này luôn. Thì Thanh sử dụng ba cái sản phẩm này cho vô cơ thể. Ngoài trừ ba cái sản phẩm này thì nếu nói về thực phẩm chức năng thì Thanh có sử dụng thêm một loại nữa, đó là omega 3. Omega 3 thì Thanh sử dụng rất là nhiều hãng luôn. Tại vì khi mà Thanh hết một cái hũ á thì Thanh lại cứ sẵn tiện ở nhà sẽ có hãng nào đang sẵn hãng nào Thanh sẽ bóc luôn cái hộp đó. Có khi là Blackmore, có khi là Healthcare, Wellness, Nature Way, Springleaf Thanh đều sử dụng hết. Tùy theo lúc đó là ở nhà sẵn cái nào thì Thanh sử dụng cái đó thôi. Chứ Omega 3 thì Thanh không có chọn lựa. Còn những cái sản phẩm này thì Thanh có chọn lựa. Tại sao Thanh sử dụng ba sản phẩm này thì bây giờ Thanh sẽ nói với mọi người. Đầu tiên là cái collagen này thì mọi người cũng biết là Thanh từng làm một cái clip về cái collagen của Nature Way mà trong cái hộp trong đó có 10 lọ nhỏ đó bằng thủy tinh đó. Thì đây là cái sản phẩm giống như vậy nhưng mà đây là cái chai lớn, chai 500 ml. Thì nếu mà mọi người đi làm mỗi ngày đều về nhà hết, thuận tiện hết, ít đi công tác rồi thì sử dụng được cái này thì sẽ khá là ok. Tại vì ok đây là như thế nào, là cái công dụng thì nó tương đương 1 10 195 với nhau đó. Tại vì nếu mà nói là nó tương đương 100% thì Thanh không tin chắc lắm, tại vì thường lúc nào á các hãng sản xuất sẽ lúc nào cũng sẽ ưu ái cho cái sản phẩm mà lọ nhỏ của mình nhiều hơn một chút xíu. Nhưng mà khi sử dụng cái sản phẩm này Thanh thấy được công dụng của nó nên Thanh thấy là rất là ok, bởi Thanh nó bảo là 195 với lại 110 là vậy. Cái này tại sao Thanh ưu ái nó là tại vì cái này nó rất là gọi là ta sao như ta sử dụng nó rất là ngợi, đúng rồi, phải gọi là ngợi về giá. Tại vì cái giá của cái sản phẩm này thì nó rất là ok hơn cái giá của cái lọ nhỏ rất là nhiều luôn. Cái lọ nhỏ nha là một cái hộp to, xong cái lọ nhỏ đóng gói, mọi người thường biết mà mình mua cái gì lẻ tẻ lúc nào nó cũng sẽ đắt hơn, và mua một cái chai lớn. Cái này là một chai 500 ml thì mỗi ngày chúng ta chỉ uống 25 ml thôi, thì một chai này chúng ta sẽ uống được 20 ngày. Một chai này thì lại rẻ hơn một cái hộp 10 chai nhỏ kia. Nhưng mà 10 chai nhỏ kia chỉ uống được 10 ngày thôi là mọi người thấy là sơ sơ là mình đã ngợi hơn rất nhiều rồi. Và nếu uống như gọi là một liệu trình của cái chai này thì mình sử dụng 3 chai là 2 tháng, rồi mình sẽ ngưng 1 2 tháng gì đó hoặc nửa tháng gì đó để mà nó đào thải hết những cái cặn collagen còn dư lại trong cơ thể ra, xong rồi mình sẽ lại tiếp tục uống tiếp. Thì collagen mình nên uống cứ một thời gian rồi mình nghỉ, chứ mình không nên uống liên tục mọi người nha, để cho những cái cặn dư rồi á cơ thể không hấp thu hết, nó được đào thải hết ra ngoài, như vậy sẽ tốt hơn. Thì sử dụng cái sản phẩm này Thanh sẽ sử dụng là 3 chai 2 tháng, xong sẽ ngưng thời gian, xong sẽ sử dụng tiếp.
Thì cái này khi mở ra thì mình có thể để vào tủ lạnh, mỗi ngày mình sử dụng 25 ml, có thể là uống trực tiếp hoặc là pha vô nước uống buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ đều tốt hết mọi người nha. Thì công dụng của cái này á, thì khi mà Thanh xài thì Thanh cảm giác là cái da mình nó sáng hơn và nó đàn hồi tốt hơn. Mờ vết thâm á, thì Thanh thấy là cũng có mờ mờ những cái vết thâm nám nhẹ nhỏ nhỏ li ti đó, còn những cái mà những vết thâm lâu rồi á thì Thanh chưa biết, tại vì Thanh cũng sử dụng chưa có lâu, trước đây Thanh khá là lười luôn, sau này thì cảm giác là 30 tới nơi rồi nên phải lo chạy chạy cho lẹ nên mới sử dụng những cái sản phẩm này, chứ trước đây Thanh cũng lười lắm. Thanh trời ơi, thiệt luôn là nếu mà mình ở lịch sự mình sẽ nói là mình bận nhưng thực ra là mình rất là lười luôn, nhưng mà Thanh thấy cái này rất là dễ uống, mỗi ngày trong tủ lạnh mình chỉ cần rót là 25 ml sử dụng nó rất là dễ luôn. Thì Thanh thấy là nó làm cho da mình nó sáng hơn, kiểu da mình nó mướt hơn, nó không bị khô. Trước đây da Thanh rất dễ bị khô luôn, da Thanh là cái dạng da hỗn hợp, cái vùng chữ T đặc biệt là mũi của Thanh nó rất là dầu, nhưng mà xung quanh đây thì nó sẽ rất là khô, mỗi lần mà trang điểm á, đánh kem lên nó thì nó rất dễ bị cây khì, bị mốc cái da mình lên. Nhưng mà hiện tại thì Thanh đã xử lý được cái vấn đề đó, là khi đánh lên nó không còn bị mốc nữa, rất là đẹp da lên, là Thanh biết là cái da mình độ ẩm nó ổn hơn rất là nhiều. Thì anh thấy là sử dụng cái này á thì nó làm cho da mình nó đàn hồi tốt hơn, có độ đàn hồi tốt, da ẩm mướt, cái vết thâm thì nó cũng có mờ dần, những cái vết thâm mụn, đặc biệt là những vết thâm mụn mới thì mờ rất nhanh luôn mọi người nha. Là Thanh nặng mụn á, thường Thanh không có giỏi gì cái phần nặng mụn, nhưng mà khi thấy mụn Thanh rất hay nặng, xong sau đó sẽ để lại những cái thâm rất là đen luôn, nhưng mà tầm một tuần sau bắt đầu từ từ mờ mờ tới nó không thấy luôn. Chứ nếu mà mặt Thanh mà gọi là để lại thâm mụn, mà nếu mà hổm rài mà để lại thâm mụn chắc giờ mặt Thanh chắc nó cũng chi chít những cái thâm mụn khác rồi, nên Thanh thấy là sản phẩm này duyệt, Thanh đang xài. Sản phẩm thứ hai là đây. Đây là cái kẹo dẻo tốt cho móng tóc và da. Thì nói sao ta, tại vì Thanh cũng thích lâu lâu cũng muốn kiếm cái gì đó bỏ vô miệng nhấp nhép cho vui, thì Thanh đã bỏ thêm cái này vô, thấy vừa ngon mà cũng được. Khi mà tại vì Thanh sử dụng chung với cái này, á thì Thanh thấy là rất là ok. Cái này thì người ta nói là tuổi teen cũng sử dụng rồi được, chứ không phải là đợi tới mà hai mấy như là collagen. Thì cái này là từ ngoài 12 tuổi đã có thể sử dụng rồi, để cho có thể mà trong đây những cái thành phần rất là đơn giản như là vitamin C nè, biotin nè, vitamin E và kẽm, thì nó sẽ giúp giống như là nó giúp cho mình là da dẻ của mình nó sẽ sáng hơn. Nó sẽ giảm thâm mụn, đặc biệt là những bé mà bước vào tuổi dậy thì rất hay dễ bị mụn, thì mình có thể sử dụng cái này để mà giảm thâm mụn, rồi da mình sáng hơn, rồi có thể mà giảm cái triệu chứng của cháy nắng nữa. Nếu mà mình đi nắng về đó, trong đây có vitamin C đó, thì nó sẽ làm giảm những cái triệu chứng của cháy nắng. Mình thấy cái này ăn vừa vui miệng mà vừa có tác dụng nữa, nó có tác dụng là bổ tóc bổ móng nữa, thì trong đây cũng có là collagen nữa, một cái sản phẩm mà mọi người nên sử dụng. Thanh thấy là vậy, tại vì Thanh mùn mùn miệng nghe Thanh hay sử dụng cái này. Thấy công dụng thì khi kết hợp hai cái này chung với nhau thì anh thấy là mình được hơn. Còn cái thứ ba là cái sản phẩm này thì Thanh đã làm cái clip riêng về cái sản phẩm này rồi. Sản phẩm này rất được các bạn nữ ưa chuộng, đặc biệt là những bạn tóc mỏng. Thì Thanh là một cái con người mà tóc Thanh cực kỳ mỏng luôn, mỏng từ bẩm sinh luôn, cực kỳ mỏng và yếu. Thanh đi làm tóc thường là rất thích là làm những cái màu tóc mà màu tóc sáng như là màu xám nè, hoặc là mấy cái màu sáng sáng đó, là phải tẩy tóc nhiều á. Thì thường là những cái chỗ mà làm tóc đó, người ta không có thích làm tóc cho Thanh, tại vì họ không muốn nhận tẩy tóc cho Thanh, tại tóc Thanh rất là yếu luôn. Nhưng mà Thanh vẫn thích làm nên tóc Thanh thì cực kỳ yếu, mà đã vậy còn ham làm nữa, nên Thanh có sử dụng cái sản phẩm này và Thanh thấy là đúng là nó có thay đổi, là tóc mình nó có đỡ, có khỏe hơn. Không phải là nó sẽ mọc dày, mọc nhiều hơn, sợi tóc to hơn đâu mọi người, nó sẽ giúp mình mà khỏe tóc mình hơn, tùy theo cái lựa tóc của mình nó như thế nào.
Anh thấy là Thanh sử dụng cái này thì được một cái điểm là khoảng nửa năm nay Thanh không bị chẻ ngọn nữa. Trước đây Thanh chẻ ngọn rất nhiều luôn, nhưng bây giờ không bị chẻ ngọn nữa. Mặc dù nhìn nó vẫn hơi khô đúng không? Tại vì Thanh không có dùng dầu xả, Thanh ghét dùng dầu xả lắm. Bản thân da đầu của Thanh là da đầu dầu, rất là dầu, rất dễ bết luôn. Nên khi dùng dầu xả đó, sáng dùng cái tới trưa là bết rồi, chưa kịp tới chiều luôn. Nên Thanh không dùng dầu xả, nên nhìn tóc Thanh nó có lẽ nó hơi khô, nhưng thật ra là khô hay không á, mọi người có thể nhìn xuống cái chân tóc của mình này. Hiện tại thì cái chân tóc của Thanh Thanh rất vui, đó là Thanh cái cắt này là từ hồi trước Tết thì tới bây giờ thì nó không bị chẻ ngọn. Trước đây Thanh hay rất hay bị chẻ ngọn thì bây giờ nó không bị chẻ ngọn nữa. Với đặc biệt là bây giờ sao mọi người không thấy là Thanh lên tóc con rất là nhiều, nó lên tầm ở đây nè mọi người ơi, tầm nhiêu đây thôi, nó lên rất là nhiều. Thanh nghĩ là có một phần là do công dụng của sản phẩm này nó có kích thích mọc tóc thêm. Thanh thì cái đường tóc nó rất là ít, nhưng mà được lại là cái đường móng nó rất là to và cứng luôn á. Đây, nên bộ móng tóc thì Thanh sẽ nói về cái sản phẩm này, là Thanh sẽ giới thiệu với mọi người. Thanh nói thật luôn là Thanh thấy tóc Thanh có cải thiện, có tiến bộ, còn móng thì Thanh không nhận. Tại vì bản thân Thanh là móng Thanh nó đã rất khỏe, rất cứng rồi, nên Thanh sẽ không nói là nó sẽ do mà uống nó mới cứng. Sự thật là móng cứng sẵn, còn tóc thì có cải thiện mọi người nha, thì da cũng có cải thiện nữa. Thì chúng ta không cần sử dụng ba loại này cùng một lúc đâu. Chúng ta có thể chia ra sử dụng cũng được. Cái này thì buồn buồn miệng ăn chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng cần ăn nè. Cái này thì dùng theo liệu trình nè. Còn cái này cũng vậy. Cái này thì trên đây hiện người ta bảo là người lớn sử dụng một viên mỗi lần và 2 lần một ngày, từ 18 tuổi trở đi mới sử dụng. Và không có nói là phải dùng bao lâu rồi ngừng hay như thế nào. Thì mình theo như kinh nghiệm sử dụng thực phẩm chức năng của Thanh thì lúc nào sử dụng thực phẩm chức năng mình cũng nên là sử dụng thời gian, xong mình ngưng, xong mình sử dụng lại. Thì cái này có thể sử dụng tầm 3 tháng rồi mình có thể ngưng, tầm nửa tháng, 1 tháng gì rồi mình thấy nếu có cái tiến bộ thì mình có thể sử dụng tiếp. Nhưng mà sử dụng thực phẩm chức năng thì mọi người đừng có nên mà đặc biệt là những cái sản phẩm mà móng tóc như thế này thì mọi người nên kiên trì ít nhất là 3 tháng mới thấy được cái kết quả của nó. Tại vì Thanh xài phải gọi là hơn chắc hơn 3 tháng rồi đó, thì bây giờ tóc Thanh nó mới mọc lởm chởm nhín 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 ở đây rất là nhiều luôn. Thanh sẽ cố gắng chụp một tấm hình thật rõ những cái tóc con mình để đây cho mọi người coi nha, để xác thực là sự thật là có mọc tóc con. Nhưng mà ở trên đây sao không thấy được đâu, tại tóc Thanh nó mỏng lắm, đã tóc ít rồi mà còn mỏng, cái sợi mỏng còn hơn sợi chỉ nữa, rất là khó thấy. Thì Thanh thấy là cái này Thanh rất là recommend những bạn tóc ít. Đặc biệt nữa mọi người, Thanh sẽ để một cái tấm hình ngay đây cho mọi người thấy, đó là một cái công dụng đặc biệt mà Thanh phát hiện ra. Không biết những bạn khác sử dụng có không, nhưng mà khi Thanh sử dụng thì là có, là bình thường chân mày của Thanh rất là thưa, rất là, nó kiểu mà nó thưa lởm chởm, nó rất là ít luôn. Nó có nhưng mà có chỗ thì nó đen, nhưng mà có, đa số nó chỉ nằm một khúc giữa thôi, đầu không có, đuôi không có. Nhưng mà dạo này Thanh thấy cái chân mày của Thanh, hôm bữa nếu bạn nào có follow Facebook của Thanh thì sẽ thấy Thanh có up trên đó một cái tấm hình Thanh khoe chân mày, đó là chân mày của Thanh nó bây giờ nó lại mọc khá là ok luôn mọi người. Nó mọc nhiều hơn, không biết bằng cách nào mà chân mày Thanh nó đang mọc. Thì Thanh nghĩ là chắc là do công dụng của những cái thứ này Thanh sử dụng, nên có thể là chân mày nó đã lên được một chút xíu nữa. Nói chung là rất vui lắm mọi người, 20 mấy năm mình chân mày rất là xấu, có lúc mà còn nghĩ tới là mình sẽ đi làm chân mày nữa, nhưng mà cứ sợ sợ chưa có đi làm, thì bây giờ chân mày mình nó lên sương sương rồi. Chân mày này thì Thanh có vẽ thêm mọi người nha, Thanh có đồ đồ thêm, tại vì cái chân mày Thanh dù sao thì nó cũng kiểu mờ lắm, nếu mà lên clip á, đèn nó chiếu sáng như vậy mà Thanh không vẽ thì Thanh sẽ giống như là không có chân mày luôn á. Nên cái này Thanh có đồ sơ sơ sương sương thêm, nhưng mà đồ cũng ít thôi mọi người. Nhưng mà nói chung là có chân mày lên cái đó là cái niềm vui của những người mà không có chân mày tự nhiên nó lại lên. Mọi người có thể thử coi, nếu mà có kết quả giống vậy thì hãy nhớ khoe Thanh để mà Thanh biết sau này Thanh mạnh dạn Thanh giới thiệu với mọi người ha. Còn bây giờ Thanh không có dám nói là nó sẽ mọc chân mày, Thanh chỉ nói là bản thân Thanh tự nhiên sử dụng rồi Thanh thấy bây giờ chân mày nó học ok hơn thì Thanh nói với mọi người thôi, chứ không mà dám nói là sử dụng cái này chắc chắn mọc chân mày gì. Chắc chắn mọc tóc thì Thanh thấy có, những bạn khác sử dụng có và Thanh sử dụng cũng thấy có, còn chân mày kiểu
dạo này nhân phẩm nó lên như thế nào đó mà tự nhiên nó lên, nói chung là rất vui, mình lên được cái chân mày mình vui lắm mọi người. Thì Thanh chia sẻ với mọi người ba cái sản phẩm mà Thanh dùng để Thanh nhét vô cái cơ thể để mà Thanh làm điệu làm đẹp. Ừ. Thì mọi người không biết là thường á là Thanh lên clip Thanh toàn là đeo mặt mộc không nè, đèn nó chiếu vô nó kiểu nó bắt sáng tốt, dạo này nghỉ dịch ở nhà nên hai cái má Thanh nó bắt sáng rất là tốt. Đây mọi người, Thanh đã chia sẻ với mọi người sản phẩm này rồi, clip sau Thanh sẽ chia sẻ với mọi người sản phẩm mà Thanh đã đắp vô cái mặt của Thanh, đắp vô cái mâm của Thanh. Thì bye bye mọi người, nếu mọi người muốn tư vấn kỹ hơn là sử dụng kết hợp hay là sử dụng như thế nào hay là giá cả ra sao thì mọi người có thể mà nhắn tin cho Thanh trên Instagram, Facebook, YouTube hay là nhắn tin vào Zalo, Viber, IMS, gọi trực tiếp cũng được luôn 0769845698. Bye bye mọi người.